Xin mến chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn, các anh, các chú trên kênh. Lời nói đầu tiên cũng biết ơn các anh, các chú đã xem và ủng hộ kênh. Thì hôm nay địa bàn mình đến là chỗ nhà anh Chanh, cái sông Cần Thơ gần bến phà cũ ngày xưa đó các bạn. Thì chúng ta gặp chỗ anh Tuấn để giao lưu nha, xin mời. Rồi, chào anh Tuấn ơi. Dạ, chào anh Hòa. Thanh Tuấn, Cần Thơ. Chào cô chú và anh em gần xa. Rồi. Bữa nay em về được 12 phong mai. Cho U dùng các chú và anh chị chị em. Rồi, số điện thoại nó là số điện thoại em là 0933624767. Rồi, chương trình phí ship của anh sao? Bao ship toàn quốc luôn. Rồi, mã số 1 tôi mới anh ơi. Cái này bự cô chú. Rồi, đầu tiên cho em xin dòng trước đây anh ơi. Khá là bề thế mà anh ơi. Một dòng đầu tiên quá dữ rồi. Cây nó cục 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 nha cô chú. Rồi cứ cho tròn vòng lên đó, tròn vòng luôn. Cây này thân nó dặn nha cô chú. Chi cành quá, chỗ tay anh phải không? Chỗ này nè. Thân nó dặn xoáy. Xoáy nè. Thân nó xoáy tròn tròn. Rồi nhắc lại với các anh, cây này là mã số 1 nha mấy anh. Dạ, mã số 1. Cây này già cây ngô chút. Rồi, cũng xây luôn nữa, xây luôn, xây xây. Cây này cắt trừ hao cô chú, có chơi mua về cắt lại ngô chút. Giờ phía trên này mấy cái này là không có sao anh? Dạ, cái chỗ, này, chỗ, chỗ này nè. Không bị sao. Không có sao ha. Dạ. Rồi, cũng xây cho anh em bà con mình coi luôn. Rồi, chỗ này không có gì hết. Rồi, ok, cảm ơn anh. Rồi, mình cho thông số của em này anh ơi. Rồi vị trí hiện tại này là nhiêu đây? Hoành 49. Rồi 49 mấy anh ơi, 49. Rồi. Hoành đế hết thức dây rồi cô chú. Rồi hết thức dây luôn, cho hết thức dây luôn, xây luôn ơi, xây luôn. Lỡ cái quay đây đó. Để đi. Không sao, không sao. Rồi nhắc lại với các anh là mã số 1 nha mấy anh. Mã số 1. Rồi cao luôn ơi, cao luôn. Rồi cao này chắc hết thước dây nữa rồi. Cao là 1m6 đi. Ồ 1m6 nha mấy anh. Dạ. Rồi ok luôn. Rồi như vậy là số 1 này anh Tuấn báo giá như anh Tuấn ơi. Số 1 có giá là 21 triệu. Rồi 21 triệu phí ship sao anh ơi? Bao ship toàn quốc luôn. Bao phí ship toàn quốc luôn nha mấy anh. Rồi mã số 1 là có giá 21 triệu, bao phí ship toàn quốc luôn. Rồi vụ đổi mấy anh ơi. Rồi mã số 1 này khá là bề thế. Rồi kéo cái ấy vô cho bằng xe vô gần chút xíu. Dì đắng này, cho nó dậy ra. Đúng rồi đó, đúng. Rồi mã số 2 mấy anh ơi, thông cảm dùm gián đoạn trong giây lát. Rồi mã số 2. Rồi xây luôn ơi, xây luôn. Tròn vòng luôn ơi. Mã số 2 để quái luôn. Đi nôm mà quái nè. Đúng là dữ quá, như bên như là cái gói mì này mấy anh nó nó có chi cành lùng nha cô chú. Đây cái chi cành bên đây. Đây để bonsai, để làm bonsai. Tua tủa như là bạch tuộc vậy mấy anh. Mã số 2 xin nhắc lại với các anh. Rồi, anh có giới thiệu cây gì đẹp đẹp thì giới thiệu. Thì nó có nhiều rễ quá trời nhiều, không biết tả là sao nữa. Quá dữ. Rồi mã số 2 này mình đo luôn vị trí nào anh ơi.
Hoành là 33. Rồi, 33. Rồi. Chiều cao. Chiều cao 46. 46 luôn mấy anh ơi. Rồi. Nguyên cái cụm này luôn. Hoành đế là 150. Rồi, 150. À. Hết thức dây nha cô chú. Rồi, xây luôn ơi, xây luôn. Đúng rồi. À, hết thức dây. Rồi, đo đường kính nha. Đường kính là 60. 60 mấy anh ơi. 60. Rồi, như vậy là mã số 2 này anh báo giá nhiêu anh Tuấn ơi? Mã số 2 là có giá là 6 triệu. Rồi, phí ship sao anh ơi? Bao ship toàn quốc luôn. Rồi, bao ship toàn quốc luôn. Cái ghế nôm, ghế quái không cô chú? Rồi, chậm chậm anh, chậm chậm. Từ từ thôi, đúng rồi, lưu yêu thôi, lưu yêu thôi. Rồi, 6 triệu mấy anh ơi, phụ đổi luôn, 6 triệu mã số 2. Rồi, số 3 lên. Rồi. Số 3 mấy anh ơi, chờ trong giây lát. Rồi. Mã số 3. Rồi, cảm ơn anh. Số 3 đến quái luôn nha cô chú. Số 3 mấy anh ơi. Thú dính nhau xem nha. Mã số 3. Thú con nó ôm mình mẹ nè. Đây chỗ này. Đó, thú con nó ôm vô mình mẹ nè. Đúng rồi, anh cho chậm chậm vậy đó. Nhắc lại với các anh là mã số 3 của anh Tấn là phí ship là bao toàn quốc nha mấy anh. Chuyên cành là có luôn rồi cô chú, vừa ghép là một chơi luôn. Rồi vị trí đo làm sao đây anh ơi? Đi cái mã số 3. Vị trí đo ở đây. Rồi ngay chỗ này, vị trí này 28. Rồi, 28 anh ơi. Rồi. Chiều cao là 66. Chiều cao 66, rồi luôn. Hoành đế 170 đi. 100. Hết thức dây mà dư nhiều lắm. Đúng rồi, hết thức dây luôn mà không đủ nè. Rồi anh xây đi, xây đi. Rồi, đó anh. Rồi, số 3 này là báo giá nhiêu anh ơi? Cái số 3 có giá 7 triệu. Rồi, 7 triệu. Để quái nha cô chú. Rồi, phí. Cũng có dính nhau hết. Rồi, phụ đổi luôn mấy anh ơi. Rồi, thông cảm chờ trong giây lát. Tiếp tục. Ôi, số 4. Em, số 4. Số 4 là cái cũ đặt nha cô chú. Nguyên cũ này là đặt luôn nha. Đặt hết trơn luôn. Rồi xây luôn, xây luôn. Tại mấy cái dấu đỏ đỏ này chủ nhà ta bị dính nước sơn á. À, mấy cái dấu đỏ đỏ nè. Rồi hay là không sao chứ không có dịch tới gì. Cái này là nguyên cái là ai sơn vậy anh? Cái chủ nhà, chủ nhà ta làm lộ đó rồi ta xịt nước sơn ta vẽ đường á. À, rồi nó dính quẹt lên luôn. Rồi anh đo vị trí nào đây? Hoành 24. Rồi 24 mấy anh ơi. 24. Rồi chiều cao, 46. 46 luôn. Rồi. Rồi anh đo cái cũ luôn ha. Đây cũ này cũ đặt nha cô chú. Cái cũ là 86. 86 mấy anh ơi, 86. Rồi. Rồi anh đo hoành đế luôn. Hoành đế là 106. 106. Rồi như vậy là em số 4 này mình báo giá luôn Tuấn ơi. À, số 4 này có giá 5 triệu rưỡi. Rồi 5 triệu rưỡi mấy anh ơi. Nguyên cục ghế đặt luôn. Rồi phụ đổi luôn mấy anh ơi, phụ đổi luôn. Rồi số 5 lên. Mã số 5 anh ơi, chờ trong giây lát, thông cảm giùm. Số 5 là đế quái nha cô chú. Mã số 5. Sao có nhiều thấy thân đưa lên quá nhiều vậy anh? Dính nhau, thú nó dính nhau.
Mã này là mã số 5 nha mấy anh. Thú này thú con nè, nó đứng bên mình mẹ nè. Rồi. Đó. Có hai giò trước thấy không? Cây này dính liền chân nha cô chú. Dính liền hết. Dạ. Chứ không phải là cây gầy, dính liền hết. Rồi nhắc lại với các anh là mã số 5 và mình cho thông số của em luôn. Rồi. Đó tháng 9 nó trước ha. Rồi, em này. Tháng 9 là 25. 25 mấy anh ơi. Rồi. Rồi cái con nó đi. Cái con nó 11. Rồi 11 mấy anh ơi. Rồi mấy cái này cũng bằng mấy cái này luôn. Cũng 11 luôn. 11 luôn. Quành đế 143. Quành đế 143. Đây, thước dây thẳng luôn nha mấy anh. Cái rễ này là dính liền với cái rễ này không chú? Đâu anh, đâu. Đây, rễ này là dính liền như thế này luôn. Dính dưới đây. Đi xuống đây rồi đi lên. Rồi, mã số mấy anh ơi? Mình dạ, báo giá. 5. Mã số 5 báo giá luôn. À, mã số 5 có giá là 4.500.000. Rồi, 4.500.000 phí ship sao anh ơi? Bao ship toàn quắc luôn. Rồi phụ đổi luôn mấy anh ơi, phụ đổi luôn, số 5. Rồi số 6 lên. Mã số 6. Số 6 là hình thú nha cô chú. Rồi cũng tròn vòng luôn anh Tuấn ơi. Thú được. Có hai vòng trước luôn. Rồi chậm chậm lên, chậm chậm lên. Cô chú nếu gì em chơi cắt này cái chân này bỏ. Tại nó có hai chân trước à, hai chân sau có được đầy đủ. Đây. Đây hai chân trước. Đó, hai chân trước đây. Đó. Rồi, nhắc lại với các anh là mã số 6 nha mấy anh. Rồi. Rồi đo luôn anh Tuấn ơi. Quanh 25. 25 mấy anh ơi. Rồi 25. Chiều cao. Chiều cao 39. 39 luôn, rồi. Quành đế là 108. 108. Rồi xây luôn Tuấn ơi. Tròn vòng luôn ơi. Rồi mình báo giá luôn Tuấn ơi. Cây mã số 6 có giá là 3.200.000. Rồi 3.200.000. Rồi đọc lại số điện thoại của anh ơi. Số điện thoại em là 0933 624 767. Rồi phí ship là cũng bao luôn ha. Ao toàn quắc luôn. Rồi phụ đổi luôn mấy anh ơi, phụ đổi luôn. Số 6 xuống rồi, số 7 lên. Mong anh chờ trong giây lát phụ đổi nghe mấy anh ơi. Rồi số 7. Số 7 là cây này rễ nhiều lắm nha cô chú. Mã số 7 nha mấy anh, sẽ nhắc lại. Bự bự không à. Nhắc lại với các anh là mã số 7. Có những cọng rễ khá lớn. Rồi nhìn nó ngoài lực cây lên cô chú. Lắc lắc chậm chậm anh. Có phần dư cái cây này ngộ quá. cái rễ nó mọc lên đó. Ngộ. Rồi, cảm ơn anh cho thông số luôn. Mã số 7. Quành 32. Rồi, 32 mấy anh ơi. Chiều cao. Chiều cao 59. Rồi, cảm ơn luôn. Rồi, hết thước dây luôn. Hết thước dây luôn mấy anh ơi. Em đâu đường kính này vậy hả? Đường kính là 54. Đường kính là 54. Rồi, nhiêu anh? Cao 59 rồi. Cao 59. Có rồi. Rồi, bây giờ mình báo giá em này nhiêu đây? Mã số 7 có giá là 3.500.000. Rồi, 3.500.000 nha mấy anh. 3.500.000. Đế lực nha cô chú. 3.500.000, phí ship thì toàn quốc luôn. Rồi. Rồi, phụ đổi mấy anh ơi.
Rồi, cảm ơn. Chờ trong giây lát mấy anh ơi, số 7 rồi tới số 8 lên. Số 8. Đó nguyên một cục để cục này tròn mấy cô chú. Đó, để dàn thật luôn. Rồi, mã số 8 mấy anh ơi. Cục cái chỗ này là nó tròn nha cô chú. Đây tròn như cái như con ốc vậy đó. À. Mã số 8. Như con ốc rồi nhiêu đây hoành 28 28 mấy anh ơi. Rồi chiều cao, chiều cao 32, chiều cao thì 32 rồi, ok luôn. Đo cái con ốc luôn ha, đo ốc luôn, con ốc là 45 mấy anh ơi. Rồi rồi hoành đế luôn, hoành đế là 125 rồi, đây 125 đây, thẳng thước dây luôn mấy anh. Yeah. Rồi 125 rồi. Cây này mã số 8 có giá là 2.200.000. 2.200.000 là phí ship sao anh ơi? Bao ship luôn, bao ship toàn quốc. Rồi toàn quốc luôn. Mã số 8. Mã số 8. Rồi phụ đổi luôn anh ơi. Rồi cảm ơn anh nhiều. Và mấy anh chờ trong giây lát nha, đổi phôi. Rồi số 9 lên. Mã số 9 mấy anh ơi. Số 9 đế quái nghỉ nôm luôn cô chú. Số 9 này quái mấy anh ơi. Đi nôm xuống nè. Nhắc lại với các anh là cây có mã số 9. Bệ đế quá dữ anh Tuấn ơi. Chỉ quái luôn à. Rồi, vậy là mình cho thông số của em. Nhiêu đây? Hoành 22. Hoành thì 22. Rồi, vị trí hiện tại rồi, chiều cao. Chiều cao 60. Rồi, 60 luôn mấy anh ơi. Hoành đế là 124. 124, rồi, quay luôn anh ơi. Chặn đứt dây luôn mấy anh ơi. Thẳng rất dây luôn. Rồi em này là mã số 9 nha mấy anh, mã số đẹp. Mã số 9 có giá là 3 triệu nha cô chú. 3 triệu mấy anh ơi, 3 triệu. Rồi đọc lại số điện thoại của anh Tuấn ơi. Số điện thoại em là 0933 624 767. Rồi. Rồi phụ đổi luôn mấy anh ơi. Số 9 xuống, rồi số 10 lên. Đây, số 10. Số 10 như dán thú nha cô chú. Mã số 10. Mã số 10 mấy anh ơi. Thằng nó dặn nha cô chú. Đây, như da cám đây. Đúng tà quá, tự nhiên lắc èo lên ngộ, không thẳng nữa. Èo èo lên. Rồi cho thông số của em này luôn. Mã số 10. Mã số 10. Hoành 22. Rồi 22 mấy anh ơi. Rồi. Cao 40. Cao 40. Đo đường kính bầu con thú này đi. Đường kính là 35. Rồi 35. Rồi xây luôn. Cây mã số 10 có giá là 2.500.000 nha cô chú. 2.500.000 rồi phí ship miễn phí hay sao anh ơi? Dạ, miễn phí ship. Rồi miễn phí ship cho mấy anh luôn. Rồi phụ đổi luôn mấy anh ơi. Rồi chờ trong giây lát, mã số 10 xuống, 11 lên. 11. 11 lên. Cái nhỏ mà đế lực đế đều nha cô chú. Nhắc lại với các anh là mã số 11. Có chân cành luôn. Rồi xây tròn vòng cái anh Tuấn ơi, xây luôn, xây luôn. Đế điệu cho nghe cô chú. Cây rồi. Dốc cây, nhỏ mà dốc cây. Rồi cho thông số của em này anh ơi. Hoành 22. Rồi hoành 22, rồi. Chiều cao của em.
Rau 56. 56 luôn. Hoành đế là 97. Rồi 97. Rồi. Rồi như vậy là các em này anh báo giá nhiêu Tuấn ơi? Cái này là mã số 11 có giá là 2.2 triệu. 2.200.000 nha mấy anh. Dạ. Rồi phí ship thì được miễn phí. Dạ. Rồi phụ đổi luôn mấy anh ơi. Rồi. Mã số 12. Mã số 12. Cái này nguyên cái cũ lực lắm mấy cô chú. Tuy gần là cũng là ghi hình ban đêm nhưng mà được hỗ trợ hai bóng đèn cũng khá sáng mấy anh ơi. cũng hơi tròn. Quá. Rồi anh cứ xe nhẹ nhẹ đi, xoay đi, xoay đi. Cũ tròn. Cũ tròn. Để giá bình dân cho anh em mới tập chơi đó. Rồi, nói chung là lâu lâu có một cái phiên mãi nhẹ đấy. Quanh 37, 38 mà tính 37 thôi. 37 thôi mấy anh ơi. Rồi. Cao luôn. Cao 40. Cao 40, rồi. Đường kính bầu là 47. 47 mấy anh ơi, rồi. Đo đường kính được rồi. Rồi tròn vòng mình báo giá em này luôn. Mã số mấy đây anh ơi? Mã số 12. Có giá là 2.2 triệu. Rồi 2.200.000. Phí ship thì được miễn phí. Rồi phụ đổi luôn mấy anh ơi. Rồi mã số cuối. Mã số cuối cùng mấy anh ơi. Mã số 13. Đây cũng có cái cũ tròn nha cô chú. Mã số 13. Rồi xây luôn Tuấn ơi. Có chân cành luôn. Đầy đủ ha. À, ghép mấy cái chân cành này mau chơi. Đầy đủ luôn. Được cái cũ nè cô chú. Coi chỗ này cái cũ nè. À, cái cũ đó. Này nè. Đây cái cũ này. Đo sơ thử cái đó ra nè, đo thử ngay cũ. Đó, vị trí hiện tại của cái cũ mấy anh ơi, thử nha. Cái cũ là 52 nha cô chú. Hạo thử cho mấy anh xem cái cũ thôi. Rồi. 52. Yeah, đo cái thân đó đi. Thân là 28. Rồi, 28 nha mấy anh. Rồi. Cao luôn. Cao 60. 60. Rồi. Đường kính bầu là 42. 42 mấy anh ơi. Rồi luôn. Đế điệu cho nghe cô chú. À đế. Cắm rồi. Xuống không à? Lắc lắc nhẹ đi anh, lắc. Ở ngoài sau này thì cái cũ tròn. Rồi mã số cuối cùng là mã số mấy anh ơi? Mã số 13. 13 này mình báo giá luôn. Giá là 2.5 triệu. Rồi 2.5 triệu, 3 quý ship mấy anh ơi. Ship toàn quốc luôn. Toàn quốc luôn. Như vậy là cuối cùng anh Tấn có lời chào bà con mình các anh ơi. Cảm ơn các cô chú và anh em gần xa đó thời gian qua ủng hộ em rất là nhiều. Cảm ơn anh em gần xa và cô chú. Rồi rồi. Thay mặt anh em và bà con cũng chúc sức khỏe anh. Và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Rồi chúc sức khỏe các anh luôn. Mến chào tạm biệt.